em nói quay không? Chuyển sinh lâu có quả xịn hết mấy kỹ thuật số cả. Trong thai kỳ tại cái phát này chưa có hả? Đang có những mấy quay không? Chắc là biết gì. Với độ tuổi trung bình 21 tuổi, huấn luyện viên Áp đã biết tin rằng các học trò của mình xứng đáng được chờ đợi. Giống như máy của mày ấy, nhỏ ấy, của bé á, của bé. Điện thoại Sony Ericsson G200 sẽ thử quyền những cầu thủ chính xác kết quả của trận đấu. Cái này chú cứ di chuyển thoải mái, nhưng bầu không được nét lắm nhỉ. 1900-1788, được chủ tài dự đoán của bạn. Tiger Beer hân hạnh tài trợ chương trình này. 13 này của thằng công an. Tôi nói như giờ 15 triệu không? Mà hơn nghìn đi. Hơn nghìn đô à? Hơn nghìn đô à? Thì đi... Máy rẻ tiền có, máy đắt tiền có. Xin chào máy quý vị, hơn nghìn đô thì là tầm khoảng 17-16. Sau thất bại ngày hôm nay dưới tay Trần Tôn với khoảng vẹn 2 điểm sau 5 trận gần đây nhất, Crystal Palace đã tự chứng tỏ mình là một ứng cử viên nặng ký trong một suất tại giải hạng nhất của 1 năm sau. Sau đây, xong rồi bây giờ không cần à? Nhớ nhá, nhớ nhá. Nhớ là bây giờ không cần đọc nhá. Cô mẹ em thì chẳng không cần gì. Mẹ em đọc. Một chút tắt mà tiền đạo.